Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, thống đốc tỉnh Belgorod của Nga, giáp biên giới Ukraina cho biết, tình hình ở khu vực này trở nên xấu đi kể từ ngày 12 tháng 3, khi lực lượng dân quân thân Ukraina liên tục tổ chức các cuộc đột kích nhằm vào khu vực này. Mới đây, tỉnh này đã có kế hoạch sơ tán 9.000 trẻ em trước sự gia tăng các vụ pháo kích nguy hiểm từ Ukraine. Ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc tỉnh Belgorod của Nga, giáp biên giới Ukraine cho biết, tỉnh này vừa có kế hoạch sơ tán 9.000 trẻ em trước sự gia tăng các vụ pháo kích nguy hiểm từ Ukraine. Ông nói, chúng tôi đang khẩn trương lên kế hoạch đưa trẻ em tới nơi an toàn. Sẽ có 1.200 trẻ em được sơ tán trong đợt đầu tiên, diễn ra vào ngày 22 tháng 3. Quan chức Nga nhận xét, tình hình ở Benkorod đã trở nên xấu đi kể từ ngày 12 tháng 3, khi lực lượng dân quân thân Ukraine liên tục tổ chức các cuộc đột kích nhằm vào khu vực này. Dù quân đội Nga đã thành công đẩy lùi các nỗ lực này, nhưng các cuộc đột kích vẫn tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn. Cường độ pháo kích từ Kiev đặc biệt gia tăng trước thềm Nga bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, ông Gladkov vẫn tự hào rằng người dân trong khu vực đã không đầu hàng hoàn cảnh khó khăn và số người đi bỏ phiếu nhiều hơn bao giờ hết. Ngoài pháo kích, lực lượng dân quân thân Ukraine tuyên bố đã thực hiện một loạt các cuộc đột kích táo bạo nằm vào khu vực biên giới của Nga trong tuần trước. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận việc Ben Groth hứng chịu một đợt tập kích tên lửa của Ukraine. Quân đội Nga đã đánh chặn thành công 9 tên lửa được phóng từ hệ thống pháo RM-70 Vampire được Cộng hòa Séc gửi tới Ukraine. Theo ông Glaskov, đợt tập kích tên lửa đã khiến nhiều người ở làng Rajumnoye bị thương. Bên cạnh đó là khoảng 20 căn hộ và 19 phương tiện giao thông bị hư hại. Truyền thông Nga cũng cho biết, kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022, Bengrod đã trở thành khu vực thường xuyên bị các lực lượng Ukraine tập kích. Nga chưa đưa ra bình luận về diễn biến nói trên, nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cuộc cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường Ukraine. Trước đó, trong cuộc họp báo sau khi tái đắc cử, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã tuyên bố rằng ông đang xem xét việc tạo ra vùng đệm hoặc vùng an toàn trên phần lãnh thổ Ukraine tiếp giáp với Belgorod để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell cho biết rằng ông sẽ đề nghị EU sử dụng 90% doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga ở châu Âu để mua vũ khí cho Ukraine thông qua cơ sở hòa bình châu Âu. Cụ thể, Reuters và Pravda châu Âu dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu của EU nói với các phóng viên ở Bruxelles rằng ông sẽ đề xuất chuyển 10% còn lại vào ngân sách EU để chúng có thể được sử dụng nhằm tăng cường tiềm năng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Ông Borrell cho biết, ông sẽ đệ trình đề xuất này lên các nước thành viên EU vào ngày 20 tháng 3. Trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU cũng liên quan đến vấn đề tài sản Nga bị phong tỏa ở châu Âu, tờ The Guardian vừa qua cho biết, các quan chức tại Ủy ban châu Âu EC sẵn sàng đưa ra điều mà họ tin là một đề xuất có tính pháp lý mạnh mẽ để các quốc gia thành viên xem xét. Theo một quan chức cấp cao của EU, số tiền của Nga gửi ở châu Âu có khả năng tạo ra lợi nhuận sau thuế từ 15 đến 20 tỷ euro từ nay đến cuối năm 2027, thời điểm kết thúc chu kỳ tài chính hiện tại của EU tùy thuộc vào diễn biến của lãi suất toàn cầu. Còn năm nay, số tiền của Nga gửi ở châu Âu dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận từ 2 đến 3 tỷ euro, tùy thuộc vào những thay đổi lãi suất tiềm năng có thể sẽ được gửi thẳng cho Ukraine. Các quan chức châu Âu ban đầu thảo luận về việc sử dụng số tiền thu được từ tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Nhưng trong những tuần gần đây, họ ngày càng tập trung vào cách giúp đỡ Ukraine về mặt quân sự khi các lực lượng Ukraine đang phải vật lộn chống lại quân đội Nga trong tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Khi gói viện trợ quân sự lớn của Mỹ đang bị mắc kẹt tại quốc hội nước này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nằm trong số những nhà lãnh đạo ủng hộ ý tưởng sử dụng nguồn thu từ tài sản của Nga bị phong tỏa để viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Borrell cho biết một số thành viên của EU đã bày tỏ quan ngại về các vấn đề pháp lý và những người khác đề cập tới ảnh hưởng đối với thị trường tài chính. Tuy nhiên theo ông Borrell, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã được tư vấn chặt chẽ khi EU phát triển đề xuất này. Một số chính phủ cũng lên tiếng lo ngại rằng Moscow có thể trả đũa bằng cách tịch thu tài sản ở Nga của các công ty phương Tây. Nhưng ông Borrell cho rằng đã đến lúc phải đưa ra quyết định và điều này cần có sự đồng ý nhất trí của các thành viên EU để thông qua. Ông Borrell cũng cho rằng việc sử dụng doanh thu từ tài sản Nga bị phong tỏa để ngăn chặn việc Nga tàn phá Ukraine hợp lý hơn là chờ Nga tàn phá Ukraine xong rồi mới dùng nó để tái thiết đất nước này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa qua thông báo hạ hơn 50 tay súng và bắt hơn 300 người, nghi là thành viên các nhóm vũ trang trong chiến dịch đột kích bệnh viện Ansifa ở Gaza City, cơ sở y tế lớn nhất tại giải Gaza. Ông Ismail Haniye, lãnh đạo văn phòng chính trị của Hamas, cáo buộc vụ đột kích bệnh viện Ansifa của IDF cho thấy ý định cản trở tiến trình phục hồi cuộc sống ở giải Gaza và phá hủy các khía cạnh thiết yếu để con người tồn tại. Ông Haniye nói, hành vi cố tình nhắm mục tiêu vào các sĩ quan cảnh sát và quan chức ở Gaza thể hiện nỗ lực của họ nhằm gieo rắc hỗn loạn và kéo dài bạo lực đối với người dân chúng tôi. Điều này cũng cho thấy nỗ lực của lãnh đạo Israel nhằm phá hoại các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Đô Hà. Vụ đột kích diễn ra trong lúc các bên nối lại đàm phán tại Qatar sau nhiều tuần không đạt được thỏa thuận đình chiến trong tháng lễ Ramadan của đạo hồi. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed al-Ansari cho biết, các cuộc đàm phán ở thủ đô Doha về lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả con tin đang tiến triển. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lạc quan một cách thận trọng về các tiến bộ, nêu rõ hiện còn quá sớm để khẳng định thành công. Theo ông An Ansari, giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad, ông David Banea đã rời Qatar nhưng các nhóm chuyên viên hiện đang thảo luận chi tiết về một thỏa thuận tiềm tàng. Ông tin tưởng sẽ sớm có một bản đề xuất gửi phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza, dù đây chưa phải là bước cuối cùng trong toàn bộ tiến trình. Trước đó ngày 18 tháng 3, ông Bania đã đến Doha để đàm phán với thủ tướng Qatar và các quan chức Ai Cập. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên kể từ khi các nhà hòa giải không đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan của tín đồ hồi giáo. Một quan chức Hamas cho biết sẽ chấp nhận việc Israel rút quân một phần trước khi trao đổi tù nhân, tức là đã nới lỏng các yêu cầu trước đây về việc rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Phát biểu với đài truyền hình Almana của phong trào hồi giáo Hezbollah, ông Osama Hamdan, một thủ lĩnh của Hamas bày tỏ hy vọng về việc chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự và cho rằng các cuộc đàm phán có thể kết thúc trong vài ngày. Tuy nhiên, ông al người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cảnh báo nếu Israel tấn công thành phố Rafah, phía nam Gaza, có thể phá hỏng các cuộc đàm phán. Theo một số nguồn tin, lực lượng phòng vệ Israel IDF đang chuẩn bị tấn công thành phố Rafah, nơi hơn một nửa trong số 2,3 triệu dân ở giải Gaza di tản tới để tránh giao tranh tại những nơi khác. Nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, phản đối kế hoạch tấn công Rafah của IDF. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gây áp lực để Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rút quyết định triển khai chiến dịch ở Rafah. Tuy nhiên, ông Netanyahu tuyên bố Israel quyết loại bỏ các tiểu đoàn Hamas ẩn náu ở Rafah và không thể làm điều này nếu không mở đợt tấn công trên bộ nhằm vào thành phố ở miền nam giải Gaza. Theo The Hill, hành động của Houthi ở Biển Đỏ đã ảnh hưởng tới các quốc gia và những nền kinh tế ở xa tâm điểm của các cuộc xung đột ở Yemen và Gaza. Những cuộc tấn công ở Biển Đỏ khiến các công ty vận tải lớn phải chuyển lộ trình di chuyển. The Hill cho hay, Mỹ và các đồng minh đang phải đối mặt với những hạn chế của can thiệp quân sự, trong khi phải đảm bảo an toàn và hiệu quả của thương mại hàng hóa. The Hill đánh giá, sự chuyển hướng của các tàu hàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nước trong khối BRICS làm suy yếu các đồng minh của Mỹ. Khi các công ty vận tải biển định tuyến lại hướng đi cho các tàu để tránh vùng biển đỏ, thì Ai Cập, đồng minh lớn nhất của Mỹ trong khu vực đang bị giảm 50% doanh thu qua kênh đào Suez làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tiền tệ của quốc gia này. Zehu cho biết, Nga, quốc gia đang hứng chịu các lệnh trừng phạt từ nhiều quốc gia phương Tây, cũng nhận thấy tình trạng gián đoạn này là một điều may mắn. Việc định tuyến lại giao thông hàng hải khiến giá dầu tăng đột biến đã mang lại cho Moscow và cơ hội bất ngờ. Giá dầu toàn cầu cao hơn làm tăng doanh thu của Nga từ xuất khẩu hydrocarbon, tạo ra bước đệm tài chính chống lại áp lực kinh tế của các lệnh trừng phạt. Tình huống này cho thấy một thực tế rằng, xung đột địa chính trị ở những nơi khác có thể củng cố khả năng phục hồi kinh tế và là đòn bẩy của Nga trên thị trường năng lượng toàn cầu. Lực lượng hậu thi ở Yemen thuộc phong trào Ansa Al Ala cho biết họ đang hợp tác với Nga, Trung Quốc và BRICS để chống lại quyền bá chủ của phương Tây. Ông Ali Al-Kahum, một quan chức của hậu thi cho biết mối quan hệ quốc tế giữa Yemen, Nga, Trung Quốc và các nước BRICS không ngừng được củng cố và phát triển, đồng thời có sự trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Ông nhấn mạnh Yemen cùng với Nga, Trung Quốc và các nước BRICS đang cùng nhau chiến đấu vì một thế giới đa cực và quá trình này bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 cùng với hoạt động quân sự đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass. Trong khi đó, Agence France-Presse đưa tin, lực lượng Houthi và Hamas đã tổ chức một cuộc họp bí mật để phối hợp hành động chống lại Israel, cũng như thảo luận về một hoạt động có thể xảy ra của Israel tại thành phố Rafah ở Gaza. Còn báo al Aqba dẫn nguồn tin quân sự ở Yemen viết rằng, lực lượng Houthi đã tìm ra kẽ hở trong công tác phòng không của tàu sân bay Eisenhower của Hải quân Mỹ các chuyên gia lưu ý khi công bố rằng các cuộc tấn công bằng uav của houthi gây ra sự hoang mang lớn cho thủy thủ đoàn các thiết giáp hạm mỹ và những cuộc tấn công này đã bộc lộ những hạn chế trong khả năng phòng thủ của tàu mỹ